Xin chào tất cả các quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh lưỡi tài của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ bài tiếp theo, đó là xem dời phong thủy nhà ở các bạn. Xem dời phong thủy nhà ở là cách thức của cái mà mình muốn nói là mình đã ghi lên hết trên đây. Thì cái bài trước thì chúng ta đã biết dời là nhất biết về là những con số ký tự trong bát quái, tức là chính cung, đó là nhất hãm, nhì khôn, tam trấn, tứ tốn, ngũ trung, lục càn, thất đồi, bát cấn, cửu ly. Đó là chính con số. Và bài 2 thì đã nói về là chúng ta giáp chính con số đó lại thành từng cặp thì nó sẽ có được là ra được 8 cung, đó là cung sanh khí, phước đức, thiên y, phục quỳ, ngũ quỷ, họ hại, lục sát và tuyệt mệnh. Thì chúng ta lấy được 4 hướng tốt và 4 hướng xấu. Trong 4 hướng tốt thì lại có 2 hướng là bị thất vị, cho nên cuối cùng trong 8 hướng chúng ta chỉ có được 2 hướng. Và bài tiếp theo nữa là tôi định giới thiệu cho các bạn, đó là trong 2 hướng tốt mà chúng ta đã chọn thì tất cả hết là có 8 cung, trong 2 cái cung tốt đó thì gồm là 6 hướng, tức là 24 sơn hướng đó, gồm 6 sơn hướng. Trong 6 sơn hướng đó thì chúng ta loại bỏ hết 3 sơn hướng và chúng ta chỉ còn lại 3 sơn hướng để chúng ta dùng. Thì những cái việc đó thì sau này chúng ta sẽ nói. Còn bài này thì tôi xin tổng kết lại cái bài từ bài số 1 cho tới bài số 3 luôn. Là bài này chúng ta tổng kết lại những gì chúng ta đã học trong thời gian qua cho dễ nhớ. Thì học thì chúng ta phải biết ôn bài. Bây giờ hôm nay là bài này tôi sẽ ôn bài cho tất cả các quý vị. Khi mà ôn bài xong, qua bài sau chúng ta sẽ học về là ngũ hành và trong tám cung, cung nào là cung thất vị, và trong 24 sơn hướng, 24 sơn hướng thì hướng nào là hướng bị bán gia bại sản. Đó thì các bạn chỉ cần học ở trên kênh của tôi và học hết tất cả những bài, gồm tất cả hết là 6 bài, là coi như là các bạn đã nắm vững được căn bản, có thể xem ngày xem cái hướng tốt của căn nhà của mình. Rồi qua đến bài tiếp theo thì tôi sẽ nói về lực ngũ hành âm dương của 8 hướng. Và chúng ta đến bài tiếp theo nữa là bài 7 và 8 là chúng ta nói về cái hướng bếp và hướng phòng ngủ. Còn bài này thì chúng ta nói nôm na về cái hướng nhà ở, tức là nói nôm na về cái hướng nhà thôi các bạn. Đó là từ bài số 1 cho tới bài số 6 là chỉ nói nôm na về cái hướng nhà. Rồi khi đến bài số 7, số 8 là chúng ta nói về hướng cửa, rồi hướng bếp và hướng phòng ngủ. Đó. Thì mỗi bài thì nó có mỗi cách thức riêng, mỗi công thức riêng, chứ không có bài nào giống bài nào. Chứ không có dùng một công thức mà mình lại xem cho nhiều nhiều khía cạnh được các bạn. Mỗi công thức thì mỗi một bài. Ví dụ như xem nhà ở thì chúng ta xem theo cái công thức này, nhưng xem cái bếp thì chúng ta lại xem theo công thức khác, và xem phòng ngủ thì chúng ta lại xem theo cái phong thức khác. Tuy nó cũng bao gồm là 8 hướng là sanh khí, phục quỳ, thiên y, phúc đức, họ hại, tuyệt mệnh, ngũ quỷ và lục sát, thì nó cũng bao gồm 8 hướng đó. Công thức chung là chúng ta tìm cái 8 cái cung đó. Còn công thức riêng thì mỗi mỗi cái nó có mỗi cái đặc trưng khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta bước vào cái bài này, chúng ta ôn lại cái bài cũ. Hồi lúc bài 1 thì chúng ta học là nhất hãm. Đây, nhất hãm là số 1 đây.
cái đây là số 1 nhất khảm, nhì khôn à, số 2 đây à, dù tam trắng à, số 3 đây tứ tốn à, rồi à, ngũ trung. Ngũ trung thì không có nằm trong cái sơ đồ này, tại ngũ trung thì nó nằm chính giữa cho nên nó không có hướng à, nó ngũ trung là nó thuộc thổ các bạn, nó thuộc thổ luôn. Rồi đến lục càng à, lục càng thì nó thuộc về tây tứ trạch à, lục càng thì thuộc về tây tứ trạch. Rồi thắt đòi thì nó cũng thuộc về tây tứ trạch, và bét cắn nó cũng thuộc về tây tứ trạch, nhưng đến cửu ly thì nó thuộc về đông tứ trạch à, thì chúng ta phải thuộc chín cái con số đó: nhất khảm, nhì khôn, tam trắng, tứ tốn, ngũ trung, lục càn, thắt đòi, bẹt cắn và củ ly. Giờ bây giờ chúng ta bước qua cái đông tứ trạch nè. Bên cái hướng đông tứ trạch thì bao gồm là nhất khảm, tam trắng, tứ tốn và củ ly. Đây. Nhất khảm thì nằm ở hướng bắc, nó thuộc hành thủy. Tam trắng thì nằm ở hướng đông, nó thuộc hành mộc. Tứ tốn nó nằm ở hướng đông nam, nó thuộc hành mộc luôn. Mộc này là mộc âm, mộc của tốn là mộc âm, mà mộc của trắng là mộc dương các bạn. Đó, tức là dương mộc và âm mộc đó. Rồi à, đến cửu ly, cửu ly nó thuộc về hướng nam. Hướng nam thì nó thuộc về hỏa. Đó. Rồi, đến tây tứ trạch thì các bạn nên để ý là lục càn. Lục càn thì nằm ở hướng tây bắc, nó thuộc kim. Thắt đòi thì nó nằm ở hướng tây, nó cũng là thuộc kim. À, rồi à, bét cắn nó thuộc về phía đông bắc, về hướng đông bắc nó thuộc thổ. Và nhì khôn nó thuộc về hướng tây nam, nó cũng là thuộc thổ. Đó. Các bạn nên để ý nè, bên đông tứ trạch thì nó có gồm 3 hành, đó là hành thổ, hành thủy và hai cái hành mộc. Còn bên đông tứ trạch thì nó có 2 hành kim và 2 hành thổ. Nên các bạn nên để ý. Rồi cái bên đông tứ trạch, nếu mà chúng ta là tuổi của đông tứ trạch, chúng ta tra cái cung của chúng ta, cái cung gọi cung này gọi là cung bát trạch các bạn. Tại thường thường con người á, mà nam thì nó có 2 cung, nữ có 1 cung. Nhưng mà cái cung trong xem phong thủy nhà ở thì chúng ta chỉ dùng cung bát trạch chứ không có dùng cung lưỡi tài các bạn. Đó. Rồi cái thất vị nè, cái bên đông tứ trạch thì nó thất vị ngay tại Phúc Đức và Thiên Y. À, cho nên các bạn nên nhớ đông tứ trạch thì nó không có thổ và kim, trong đây nó không có thổ và kim, nhưng mà Phước Đức thì nó thuộc kim, nó là vũ khúc, nó thuộc hành kim à, hành kim thì nó thuộc bên cái hướng tây tứ trạch, cho nên mình gọi là nếu người nào bên đông tứ trạch mà lấy được cung Phúc Đức là gọi là bị thất vị à, thất vị ngay cung Phúc Đức là các bạn. À, còn người nào là bên đông tứ trạch mà lấy được hướng cửa nhà là hướng Thiên Y thì nó thuộc về cự môn, nó thuộc thổ, thổ cũng bị thất vị các bạn. Thì thất là bên đông tứ trạch thất vị tại Phước Đức và Thiên Y à, các bạn nên nhớ như vậy nè, nhớ một cái bảng này, cái bảng này là bảng là các vị cần phải nhớ à. Rồi bên còn bên tây tứ trạch thì nó thất vị tại là Sanh Khí và Phục Vị à. Tại sao? Tại vì sanh khí ở đây nó thuộc là tham len, nó thuộc mộc à, mộc thì kim khắc mộc à, mộc khắc thổ, cho nên là người nào bên tây tứ trạch đều bị thất vị do sanh khí thuộc mộc. Rồi à, bên Phục Quỳ, bên tây tứ trạch thì thất vị tại ngay Phục Quỳ luôn các bạn. Phục Quỳ thuộc thổ, thổ sanh kim, thổ yếu à. Một khi mà thổ sanh ra kim thì thổ sẽ yếu, cho nên cái Phục Quỳ này nó sẽ yếu đối với bên tây tứ trạch. Và thổ mà gặp thổ, tức là người nào mà cung cắn và cung khôn mà gặp hướng nhà là Phục Quỳ thì là thất vị, tại vì cùng là thổ cho nên gọi là nhị thổ, thổ nhiều quá là không có tốt đó. Rồi cái bảng này các bạn phải lấy giấy ghi lại nha. Đó, cái đây là một cái cơ bản đầu tiên. Rồi chúng ta lại tiếp tục ôn bài tiếp. Rồi hồi cái tới cái bài bài mà chúng ta tìm ra những cái cặp số
nó thuộc về bốn cái hướng tốt. Bây giờ là chúng ta để ý cái hướng sanh khí gồm là 6-7, 7-6, tức là cái lục càn và thất đồi các bạn. Hả? Lục càn và thất đồi là hai số này nè. Đó, mà cộng lại với nhau là sanh khí. Rồi cái 3-9-9-3. 3-9-3 là trắng, 9 là ly. Đó. Rồi củ ly là tam trắng là củ ly mà cộng lại với nhau là sanh khí. Rồi số 1, số 4 hoặc là số 4, số 1 là thuộc về sanh khí. Đó là nhất hãm và tứ tốn. Nhất hãm đây, tứ tốn đây. Đó. Hoặc là số 2882 cũng là sanh khí. 28 là 2 là nhì khôn, 8 là bát trắng mà cộng lại với nhau, tức là người cung trắng mà ở nhà hướng khôn thì thuộc về sanh khí, mà người cung khôn ở nhà hướng trắng thì cũng thuộc về sanh khí, thì 2882 cũng đều là như thế. Và bên phúc đức thì mình cũng y như vậy là 1991, tức là nhất hãm củ ly nè là được là phúc đức. 3443 là tam trắng tứ tốn. 2662 là phước đức. 26 ở đây là nhị khôn và lục càn, nhị khôn và lục càn đó. Hoặc là 7887 cũng là phước đức. 7887 đó là thắt đòi và bét cắn đó, đều là phước đức. Giờ chúng ta bước sang cái thiên y là 2772. 2772 đó là nhị khôn và thắt đòi. Rồi 6886 thì là 8 là bét cắn, 6 là lục càn đó. Rồi 4994 thuộc về thiên y, đó là tứ tốn và củ ly đó, hoặc là củ ly và tứ tốn. 13 và 31 đó. Số 3 là tam trắng, số 1 là nhất hãm. Rồi qua cái phục quỳ là tức là chúng ta là cung gì mà chúng ta gặp ngay cái hướng cửa cung đó thì là phục quỳ. Tức là nếu mà chúng ta là cung khảm mà chúng ta gặp hướng bắc, chúng ta biết hướng bắc là hướng khảm, hướng bắc thuộc về nhất khảm, đây là hướng bắc, thì là 1:1 đó, là gặp nhau 2:2, 3:3, 4:4, 5:6, 7:7, 8:8, 9:9 đó là phục quỳ. Mà nếu mà mình đặt bàn thờ thì mình gọi là quy hồn đó. Còn mà mình đặt hướng nhà mình gọi là phục quỳ đó. Rồi thì dựa vào cái bảng này chúng ta nhìn kỹ thất vị ngay tại hướng phúc đức và thiên y, thì ngay cái đông tứ trạch thì thất vị tại phúc đức và thiên y. Bây giờ mình tìm là phúc đức bên này, phúc đức mà ai là tây, ai là đông tứ trạch là thằng này 1991 đó là bị thất vị. Những cái này là chúng ta bỏ các bạn đó, chúng ta phải ghi ra giấy và chúng ta gạch nó như vậy nè. 3443 luôn nè, đó là đông tứ trạch. 3443 là tam trắng tứ tốn đó các bạn đó. Còn bốn con số này là bên tây tứ trạch, chúng ta không cần thiết. Rồi đến thiên y thì nằm bên đây. Thiên y thì bên nào là đông tứ trạch là số 4 và số 9 nè đó. Rồi số 1 và số 3 nè các bạn đó, thì chúng ta phải gạch. Rồi đến ngay là tây tứ trạch. Bên tây tứ trạch thì nó thắc vị tại là sinh khí và phục quỳ. Thắc vị tại sinh khí và phục quỳ. Thì chúng ta coi bên sinh khí số nào là tây tứ trạch. Bên sinh khí thì có tây tứ trạch là 6-7 nè, 7-6 nè, 2-8-8-2 nè. Đó là tây tứ trạch, chúng ta phải gạch bỏ. Rồi bên tây tứ trạch thì có phục quỳ là bị thắc vị. Phục quỳ ở bên tây tứ trạch là số 6, số 7, số 8, số 2. 6, 7, 8, 2 thì số 2 nè, số 6 nè đó. Và số 7, số 8,
tại không có ghi, nếu mà mình ghi ra là mình cũng gạch luôn đó. Gạch như vậy cho dễ nhớ. Rồi vậy là chúng ta đã gạch hết những cái con số xấu, bây giờ chúng ta chỉ còn lại những cái con số tốt như thế này đó. Thì nếu mà chúng ta muốn lấy cửa sanh khí thì chúng ta nhìn cái cung của chúng ta, nhìn cái cung của chúng ta có nằm trong hai cái cung này không, là trong bốn con số này không, là coi thử là chúng ta có nằm là nhất khảm tứ tốn tam chấn cửu ly, tức là đủ bốn con số luôn các bạn, đủ bốn con số đó. Nếu mà chúng ta là người cung khảm thì muốn lấy về cái cung sanh khí thì chúng ta phải lựa hướng tứ tốn, hướng tứ tốn ở đây là hướng đông nam đó. Còn chúng ta thuộc về cung nào, chúng ta nếu mà chúng ta ở ngay cái cung tam chấn, tam chấn này, nếu mà chúng ta ở ngay cái cung mạng của chúng ta là cung chấn thì chúng ta nên kiếm một cái hướng nhà hướng nam, là nó thuộc về hướng cửu ly, là hướng nam này các bạn, nó được vô sanh khí đó, là cũng như vậy. Vậy là hướng sanh khí này nó chỉ tốt cho cái hướng đông tứ trạch, còn bên tây trước tứ trạch thì hướng sanh khí không nên dùng đó. Bên tây tứ trạch thì hướng sanh khí không nên dùng. Rồi bắt đầu đến giờ phước đức, phước đức thì nó thuộc về tây tứ trạch nên dùng, và đông tứ trạch là nó bị thất vị, bên đông tứ trạch nó bị thất vị hết ra này các bạn đó. Còn chúng ta muốn kiếm cái hướng thiên y thì chúng ta phải biết chúng ta ở tây tứ trạch hay đông tứ trạch. Nếu chúng ta ở đông tứ trạch thì hướng thiên y chúng ta không nên dùng đó. Tại vì cái này là mấy con số này là nằm bên đông tứ trạch hết các bạn. Rồi còn nếu chúng ta muốn lấy cái cung phục quỳ đó, thì chúng ta nên biết cái cung phục quỳ này nó thất quỷ ngay tại hướng tây tứ trạch. Nếu mà chúng ta là mạng bên tây tứ trạch, chúng ta không, cái cung mạng của chúng ta nằm bên tây tứ trạch thì chúng ta không dùng phục quỳ, mà chúng ta chỉ dùng phước đức và thiên y đó. Thì các bạn cứ dựa vào cái bảng này mà các bạn đi tìm cái hướng nhà cho các bạn đó, là coi như là cái bài này đã nói lên hết cái việc mà chúng ta tìm ra một cái hướng nhà cực kỳ tốt cho chúng ta. Đây là một điều căn bản, đây là một bài căn bản. Nếu mà các bạn mà muốn tìm hướng nhà mà các bạn không hề biết cái bài này thì mãi mãi các bạn sẽ không bao giờ tìm được hướng nhà tốt được. Ví dụ các bạn mà thấy cái hướng nhà của mình thuộc về hướng sanh khí, mà các bạn nghĩ hướng sanh khí là hướng tốt, mà cho đến một lúc nào đó nó bán ra bài sẽ hồi nào không hay. Tại vì hướng sanh khí không phải lúc nào cũng tốt. Hướng sanh khí mà nếu mà bạn là người bên tây tứ trạch mà bạn dùng hướng sanh khí thì nó sẽ là rơi vào cảnh ngộ bán ra bài sản. Còn các bạn mà cũng là hướng tây tứ trạch mà các bạn lại dùng cái hướng phục quỳ, hướng nhà phục quỳ, các bạn cứ mua được một cái căn nhà nó thuộc về phục quỳ, các bạn cứ nghĩ là nó tốt, cứ nghĩ là nó tốt, nhưng mà ai ngờ nó bị khắc quỷ, rồi cái nhà gia đình của mình càng lúc càng đi xuống đó, là bán gia bại sản hồi nào không hay. Rồi cái bắt đầu đổ thừa là phong thủy không có đúng, thực chất là phong thủy hoàn toàn đúng cái bệnh, mà do mình chỉ học lớn lớn là chúng ta tìm được cái bốn hướng tốt, dù trừ ra bốn hướng xấu, cứ nghĩ là sanh khí là tốt, hoặc là cứ nghĩ là bốn hướng này là hướng tốt chúng ta có thể dùng được. Nhưng tùy theo không biết là mình bên tây tứ trạch hay là đông tứ trạch, cho nên cẩn thận. Tại sao người xưa lại phân ra đông tứ trạch và tây tứ trạch? Không phải là phân ra là để chúng ta tìm hướng cho dễ đâu các bạn. Thực ra là người ta phân ra đông tứ trạch và tây tứ trạch để tìm ra cái hướng thắc quỵ này là các bạn, tìm ra hướng thắc quỵ này là chính, chứ không phải là phân ra hai bên là tây tứ trạch đông tứ trạch để tìm hướng cho dễ đâu. Tìm hướng cho dễ là một cái phụ thôi, còn cái mà người ta phân ra như vậy á là cái người ta để tìm ra cái những cái hướng thắc quỵ này để người ta bỏ đó các bạn đó. Rồi coi như là vui déo
đến đây là coi như là đã ôn lại hết tất cả những bài mà chúng ta vừa học mấy ngày hôm nay. Đến bài sau tôi sẽ nói về cái việc mà trong hai cái hướng tốt của mình chọn được rồi á, thì thường thường á là có 8 cung đúng không, 8 cung mà 4 cung xấu 4 cung tốt, mà trong 4 cung tốt này á thì nó bị thắt quỷ hết 2 cung, thì mỗi người chúng ta chỉ còn có một có 2 cung, mà trong 2 cung đó thì nó mỗi cung nó có 3 sơ hướng, thì chúng ta có 2 cung tốt thì thành ra là chúng ta có 6 sơ hướng, mà trong 6 sơ hướng đó là nó sẽ có 3 sơ hướng là rơi vào cái hố đen gọi là bén gia bại sản. Cho nên nó cái bài kế tiếp đây là tôi sẽ quể ra một cái sơ đồ, quể ra một cái sơ đồ các bạn, và từ cái sơ đồ đó các bạn phải nhìn vào, các bạn phải phân định được là cái nhà của chúng ta đang ở cái hướng nào trong cái hướng tốt đó. Chúng ta biết cái hướng, cái cung của chúng ta tốt rồi đó à, nhưng mà nếu mà nó rơi vào cái hố đen là cực kỳ nguy hiểm à, thì bài sau tôi sẽ nói về cái hố đen đó cho các bạn nghe. Và mấy bài trước á, mấy bài mà xem về cái tuổi vợ chồng, cái cách mà khắc phục tuổi vợ chồng xấu tốt đó, đó là tôi đã nói về cái hố đen đó, và cũng có tôi nhớ là 2-3 video tôi đã nói về cái hố đen đó rồi. Nhưng mà bài này vì là bài này là bài hướng dẫn cho nên tôi sẽ nói kỹ hơn về cái hố đen đó. Rồi các bạn hãy bấm like và bấm nút đăng ký kênh để, và nhớ bấm nút chuông để khi video của tôi vừa mới ra là các bạn bắt kịp, các bạn có thể coi kịp cái video. Rồi, coi như video đến đây cũng đã quá dài. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các bạn. Nhớ like và bấm nút kênh, bấm nút đăng ký kênh cho mình để nhận thêm nhiều video hơn nữa nhé. Thôi, chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị.